Hi, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Ống Hút Thúi Vitachi nhé. Hôm nay trên tay mình đây là một cái dòng sản phẩm máy cưa gỗ cầm tay. Thì dòng máy này là một cái dòng máy của thương hiệu Đông Trang. Thì thương hiệu Đông Trang là một thương hiệu nổi tiếng trên thị trường Trung Quốc và được rất nhiều anh em làm nghề ở Việt Nam chúng ta tin dùng cái dòng sản phẩm này. Thì khi mà anh em chúng ta mua cái dòng máy này thì thân máy được trong cái hộp như thế này và kèm theo một số các phụ kiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái tay cầm này. Tay cầm này chúng ta sẽ lắp vào cái vị trí như thế này. Và tiếp theo là một cái cữ thẳng để chúng ta cắt này. Thì chúng ta sẽ lắp ở vị trí bên này. Bên này con ốc chúng ta sẽ xoáy vào này. Và tiếp theo thì với cái dòng máy này được chạy trên động cơ từ chổi than. Thì khi mà hết chổi than thì chúng ta sẽ có thêm một cặp chổi than này để ta thay nhé. Và đặc biệt thì khi mà anh em ta mua cái dòng máy này thì sẽ được tặng thêm một chiếc lưỡi cưa sử dụng cho cái dòng máy này có kích thước là 25 và sử dụng cho cái dòng cốt trục là 180mm và có 60 răng tất cả. Theo đó chúng ta sẽ có một cái vòng đệm thu cốt để chúng ta có thể lắp vào cái dòng máy này nhé. Đi theo máy thì không thể thiếu được đó là một chiếc thẻ bảo hành. Khi em ta mua các dòng máy Đông Trang chính hãng thì chúng ta sẽ được bảo hành trong vòng 6 tháng và một hai quyển sách hướng dẫn. Đây chúng ta sẽ có tiếng Anh này, và đặc biệt thì chúng ta sẽ có một quyển sách hướng dẫn tiếng Việt, anh em ta nhớ đọc kỹ trước khi sử dụng. Ở đây là tất cả những gì có bên trong chiếc máy như này. Với dòng máy này mà khi anh em ta mua thì hầu hết chúng ta đều quan tâm về cái thông số kỹ thuật của dòng máy, và thông số thì được in ở trên thân máy như thế này, có mã là DMI02185, sử dụng nguồn điện 220V và 240V, có công suất là 1100W, sử dụng trục là 185mm, có tốc độ vòng tua là 5600 vòng trên phút. Về dòng máy này, về cái mẫu thiết kế thì rất là đặc biệt. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể nâng lên nâng xuống này tùy theo cái độ dày của phôi, và với dòng máy này chúng ta sẽ cắt được cho các độ dày tối đa là có được in trên này. Đây chúng ta sẽ có độ dày tối đa là 64mm. Và tiếp theo thì về dòng máy này chúng ta có thể sử dụng chỉnh độ nghiêng của bàn với độ nghiêng là 45 độ. Ở đây chúng ta sẽ có chốt hãm, chúng ta sẽ chốt này lại để có thể cố định lại cái mặt bàn này. Và tiếp theo thì để lắp được cái lưỡi cưa này thì đầu tiên hầu hết anh em chúng ta sẽ phải để ý, ở đây chúng ta sẽ có cái mũi tên này, và bên trên cái lưỡi cưa của chúng ta cũng có một cái mũi tên theo cái chiều lên thế này, thì chúng ta sẽ lắp theo cái chiều này để chúng ta có thể cắt được. Về cách lắp đặt thì đơn giản thôi, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái chốt ở phía bên hông máy này, chúng ta sẽ bấm lên này và sau đó thì chúng ta sẽ xoắn nó về ra. Cho cái cốt thu này vào đây và sau đó thì chúng ta sẽ theo cái chiều mũi tên, anh em chúng ta để ý nhé. Chúng ta lắp vào. Tiếp theo là chúng ta sẽ lắp lại vị trí cũ này, xoáy cố định chặt vào con ốc. Một điều để ý là chúng ta sẽ phải tháo cái đệm cao su ở cái lưỡi cưa này trước khi làm việc nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bám bảo vệ này, khi mà anh em chúng ta cắt thì cái bám bảo vệ này sẽ được đẩy ra rất là an toàn. Và để trải nghiệm xem cái dòng máy này mang lại cho chúng ta những cái hiệu quả công việc như thế nào thì sau đây mình xin mời các bạn cùng trải nghiệm thực tế sản phẩm.
Vừa rồi là một số các tính năng cũng như ứng dụng của dòng máy vuông cầm tay này. Và anh em khi mua máy chúng ta nên lưu ý, hiện tại thì trên thị trường đang có rất nhiều hàng giả, hàng nhái. Anh em chúng ta nên lựa chọn các shop uy tín để chúng ta mua các dòng máy đông trang này chính hãng. Và trong đó thì có hệ thống phân phối Vinachi đang cung cấp các dòng máy đông trang chính hãng. Anh em nào chúng ta quan tâm thì hãy để lại bình luận hoặc số điện thoại phía dưới để được đặt hàng và tư vấn. Và các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh để nhận được những video về các sản phẩm mới từ hệ thống phân phối Vinachi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.